Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu về lập trình động cơ bước quay trái quay phải. Thì mạch bao gồm một bo alo uno, một động cơ bước, một driver động cơ bước. Đó. Sơ đồ cũng như mạch phần cứng tôi để phần chú thích video bạn download về để làm cho mình một ứng dụng. Quay trái này, đó. Quay phải. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào và hẹn gặp lại các bạn vào video sau.